giới thiệu cho bạn thì đó là âm thanh mộc của cái RB 107. Thì đây là bộ đồ mới của Rulang, được phân phối ở đại lý Việt Nam vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Thì đây cũng là cái thời kỳ mà nó mới ra luôn các bạn. Thì cái dòng này á, thì nó sẽ cải tiến hơn rất nhiều. Đây là một cái dòng được nâng cấp từ cái con RB 102. Về tổng thể thiết kế thì nó cũng giống như RB 102 thôi, nhưng có những cái chi tiết giống như cái những cái bo này này, nó sẽ được làm gọn lại ha. Nó bo theo kiểu mềm mại hơn, nhìn nó bắt mắt hơn. Và ở trên cái chỗ này thì nó sẽ có thêm cho chúng ta cái đồ tránh cho cái giá nhạc mình nó trượt ấy, như giống như những dòng HB, dòng RB 302, 501 ngày xưa. Và nó sẽ hiệu chỉnh lại cái phần nút. Trước nó là dòng RB 102 á, thì có một cái điểm mình không thích ở trên cái dòng này á, là cái để dưới bên dưới. Thì bàn phím này nó sử dụng trên cái cần công nghệ của Roland là pha 4, nhưng mà có cải tiến nha các bạn. Mình thử chơi trên cái RB 102 á, thì cái phím nó kiểu như nó hơi không đầm lắm, không có mềm, không có độ nảy, nó vẫn chưa theo ý thích của mình. Nhưng cái dòng này á, thì pha 4 họ đã cải tiến rồi, cái phím nó cực kỳ đầm luôn, nó nảy lên rất là nhẹ nhàng ha. Nó kiểu như nó bám, nó nảy bám vô cái tay là nó làm cho chúng ta quýnh một cái tác động, như một cái nốt quýnh hai lần á, thì nó cảm giác chúng ta nó êm hơn rất là nhiều ha. Còn cái công nghệ phím á, nó sẽ thêm cái phần cái phím thằng này á, các bạn cảm giác nó trắng hơn, nó ngà hơn ha, nó trắng hơn cái những cái dòng cái pha 4 trước. Về cái công nghệ âm thanh thì vẫn sử dụng Super Naturo, nhưng mà nó được hiệu chỉnh rất là nhiều rồi, nó khác hẳn luôn. Nếu mà so ra nguồn âm thanh của thằng RB 102 thì thằng này nó nhỉnh hơn rất là nhiều luôn á nha, nó khác tầm khoảng 50-60% với. Điểm cộng của nó là cái này thì mình có thể hiệu chỉnh được, nhưng mà mình phải tiếp xúc sâu vô trong cái phần mềm digital của thằng piano này để mình hiệu chỉnh hả. Thì đại khái là như vậy thôi, nó có sự khác biệt như vậy thôi hả. Còn các bạn nào muốn trải nghiệm thực tế nguồn thanh, nó chắc chắn là các bạn nguồn thanh nó sẽ hay hơn kia rất nhiều đó hả. Bạn nào muốn trải nghiệm thực tế thì các bạn có tới số 69 đường Trần Thiên Nghĩ, Việt Thanh Music, Gò Vấp á, là các bạn tới và các bạn trải nghiệm. Ở đây mình có những cái sản phẩm demo hết, dòng này là dòng mới có sản phẩm demo để các bạn thử luôn. Thì giá hiện tại thằng này thì bên mình đang bán với giá là 23.500, nó bằng với cái dòng RB 302 ngày xưa, nhưng mà 302 giờ nó không có sản xuất nữa đâu. Thì
trình để nghỉ ha. Cảm ơn các bạn.